Chỉ có 3 nhóm sẽ được tiến vào vòng chung kết. Và trong tối ngày hôm nay sẽ có 2 nhóm rời khỏi khu vực sàn đấu. 2 nhóm bị loại. Ngoài các giám khảo hiện tại là giám khảo Diệp Lâm Anh và Harry Won, một giám khảo mới sẽ tham gia với tư cách là người kế nhiệm của giám khảo Wu Tae. Và đó chính là Nux Waxy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm còn lại của giám khảo Harry Won và Waxy dành cho nhóm FED. Số điểm của giám khảo Harry Won sẽ là 85 điểm và Waxy 78 điểm. Waxy chấm đắt nhỏ. Hơi uổng. Mình hy vọng là Fed kiểu sẽ làm tốt hơn á. Tổng điểm của nhóm FED là 337 điểm. Đập tay cô. Yêu cho đập tay. Nhiệm vụ siêu đội hình này thì có thể là các bạn đang giải quyết ở mức độ khá là an toàn. Khán giả và kể cả giám khảo cũng đang hy vọng và đang trông chờ hơn ở FED bùng nổ hơn. Có nghĩa là thấy một cái màu sắc khác ở FED. Thì hiện tại ở trong cái showcase này thì các bạn đang thể hiện những cái gì mà tốt nhất từ trước đến nay của các bạn ấy. Cho nên là Diệp Lâm Anh mới đang nói rằng là nó vẫn an toàn. Nếu mà nói về cái chủ đề là phụ nữ tự đứng lên quyết định số phận của mình thì ở khúc nào ta? Ở khúc nào thể hiện cái đúng cái cảm xúc đó ta? 이게 메가의 매력이 저는 개인적으로 구성이랑 컨셉이랑 춤의 합이 맞으면 진짜 소름이 끼칠 정도로 그 감정이 든다고 생각을 하거든요. 근데 뒤로 갈수록 줄바꾸기 너무 바빠 사람들이. 그래서 동작도 더 잘 안 보이는데 마지막 엔딩 브레이크 댄스 구간에만 달리다 보니까 그 거기서만 아 춤 잘 춘다 끝 이렇게 되는 것 같아요. 저는 그리고 스페셜 댄서로 쓰신 신 그분을 쓴 것도 저는 조금은 아쉽다라고 생각을 합니다. 냉정하게 얘기하면 신을 위한 메가 크루가 돼버린 것 같아서 신이 등장해서 혼자 튀었다가 나가버리고 저희한테는 그런 아쉬움만 남아버린 그런 게임이 된 것 같아서 전략을 잘못 짜지 않았나. 아 조금 아쉬운 메가 크루였습니다. Thấy cái FPT có thể làm hơn nữa. Mình thấy cái bài của FPT không đã lắm. Với cách biệt 46 điểm so với nhóm Oops, tổng điểm ban giám khảo của nhóm FPT hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2. Nó không được như mình mong đợi. Khi mà xem xong mình cũng cảm thấy hẫng. Jack ơi, nhìn em đăm chiêu và suy nghĩ lắm. Thực ra là hiện tại thì em sau khi xem xong clip thì em cảm thấy rất là biết ơn tất cả những người đã giúp em trong cái thử thách lần này. Em muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình nữa. Tất cả những người trong ekip đã làm cho bọn em một cái clip rất là đẹp. Và em biết là mọi người rất là vất vả để bọn em có được một cái clip như thế này. Yeah. Bây giờ em chỉ muốn cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những dancer đã support bọn em và chương trình ạ. Và cũng cảm ơn nhóm tụi em cũng đã rất là chăm chỉ để tạo nên một cái phần trình diễn rất là hoành tráng vừa rồi. Chúng ta sẽ biết được kết quả chung cuộc sau ít phút thôi. Nhưng ngay sau đây chúng ta còn tới hai nhóm chưa biết được số điểm của ban giám khảo dành cho mình. Cái nhóm nào đây? Ok, và nhóm tiếp theo sẽ được công bố số điểm từ ban giám khảo sẽ là Hanoi Iskers. Và với phần trình diễn của nhóm Hanoi Iskers, giám khảo Nux hãy cho các bạn số điểm là 84 điểm. Toàn ơi, về quê thôi. Sao cứ giảm dần miết là sao? Quá thất vọng vì không nghĩ rằng nhóm mình có thể bị thấp điểm như vậy. Chúng ta còn 3 số điểm nữa lận. Và chúng ta sẽ biết được những số điểm đó sau khi xem phần trình diễn của nhóm Hà Nội East Girls. Nhưng 나는 큰 이변이 없는 이상 이 팀이 1위를 하게 되지 않을까라고 조심스럽게 뭔가 다 떠나서 그냥 에너지가 너무
바로 와닿고 잘해요. Đây là các chị còn chưa được xem hết bài của chúng mình. Ngồi đấy, chưa xem hết bài đấy. Được 1/2. Ôi không, mà áp lực lắm. Không áp lực đấy, áp lực đấy. Áp lực chứ. Top 1 áp lực lắm. Lia Kim và Wan Million cũng đã đánh giá là bọn mình có thể được hạng nhất rồi. Nên là bọn mình cũng rất là tự tin về bài của bọn mình. Rồi, mọi người ơi, mình sẽ làm bắt đầu từ đoạn 7, 8, 1 nhá. Rồi, đến rất chậm này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, đi. 5, 6, 7, xuống. Rồi, mọi người dừng cái hình này này. Chị Jin vào trong một bước nữa. Một bên này đang lục này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. Ngoài việc chuẩn bị kỹ càng ra, bọn em còn có những cái concept và những cái điều bất ngờ khác ở trong cái bài Mega Cool nữa, và chắc chắn là mọi người sẽ thích. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ vào cái đội hình đầu tiên luôn nhá mọi người nhá. Chị ơi, mình cứ fix ánh sáng đến đâu thì bọn em đi đội hình đến đấy nhá. Chị ơi, đoạn này sẽ có một bạn bê em lên cao, nên là cái ánh sáng đấy nó sẽ chéo qua người em ở trên cao. Bây giờ thử bê này. Ok, bây giờ mình sẽ xem lại từ đầu này. Và mọi người để ý là đội hình nhá. Để ý đội hình này. Này mọi người nhớ dừng. Hết nhạc mới sụp xuống. Hết nhạc cái tay mới xuống. Đừng bị xuống sớm. Không lấy đà. Chị Envy là một người rất là cầu toàn và có một cái góc độ quan sát rất là bao quát luôn ấy ạ. Đấy là một điều rất là cần thiết trong một cái bài mà nó nhiều người như vậy. Rất là respect điều đấy từ chị Envy. Performance crew, Hanoi experts. We'll be right back.
tôi không nóng chảy. Game on cả đội bất tớ lại phải chất áp cái giải nhất này. Xinh gái lên sóng cứ phải gọi là cuộc chơi càng chơi là càng quyển. Cứ như tên lửa cả đội phóng về đích. I'm on my way. Now it's time to dance. Go, we are X girls. Me and X and Iconic, power girls. We can bounce so we dance is life. Never tell us to quit. Look, here we go, the beast. You don't know what it means. You don't know what it means. We are X girls. 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 Come to fight. Bọn mình đã làm hết sức của mình và bọn mình nghĩ đây là một bài mega crew mà bọn mình không thể làm tốt hơn được nữa. Mình tự hào với tất cả mọi người. Bài mega crew lần này thì bọn em chỉ có một sứ mệnh duy nhất là cho mọi người biết những cô gái Hà Nội chơi với âm nhạc như nào và nhảy trên sân khấu như thế nào. Đây là cái sứ mệnh của bọn em. Và cái bài mega crew lần này thì bọn em muốn cho mọi người thấy được những cái âm thanh của Hà Nội. Nó sẽ là những cái tiếng như kiểu là ai bánh khúc nóng đi, hay là ai ngô nướng nào, hay là những cái địa những buổi sáng khi mà các cô tập aerobic ở trên bờ hồ này kia đấy. Hít thở nào. Hít thở 1 1 2 2. Cả lớp thẳng chân này kia đó. Vâng, và run quá. Em nghĩ là tiết mục của bọn em là giải trí nhất từ nãy đến giờ và đem lại cho mọi người những tiếng cười để mọi người có thể thư giãn và giải trí một chút. Và cảm ơn năng lượng rất là vui vẻ và mạnh mẽ vừa rồi đến từ phần trình diễn của các em. Đây mới là lúc chúng ta sẽ tiết lộ số điểm còn lại. Có một niềm tin mãnh liệt rằng bài Mega Crew của Hà Nội X Girl sẽ phải xếp thứ hạng cao. Số điểm của ba vị giám khảo 80 điểm, giám khảo Harry Won 80 điểm. Tổng điểm của nhóm Hà Nội X Girl là 326 điểm. Đây là điểm đến từ ban giám khảo. Nhưng cuối cùng thì đời không như là mơ, giấc mơ không có thật. Không ngờ mọi người lại thấy bài mình chỉ được như thế thôi. Và mình đã mong chờ cao hơn. 리더님을 제가 개인적으로 되게 잘 봤어요. 항상 방송으로. 근데 이번에도 너무 잘하셨어. 약간은 와 눈이 너무 가고 에너지가 안 딸려. 맞아. 에너지가 끝까지 가는 게 저는 같은 여자로서 너무 리스펙해서 박수 쳐드리고 싶고 그리고 구성적으로 하나 좋았던 구간은 이제 끼 마킹하면서 위에서 탑으로 쏘잖아요. 저는 그때부터 더 흥미로웠던 것 같아요. 그래서 그 구간에서 정말 잘 잡았다. điệu nhảy sôi động với những âm thanh Hà Nội. Thực ra nó đang không hiệu quả nhá. Đang không hiệu quả. Mà ngay đầu phần mở bài ấy là các bạn chỉ có khoảng độ được 2 giây đầu là cái cảnh đạp xe. Xong là nó dồn ngay từ đầu luôn, làm cho mình cảm giác cũng... Nó cũng từ đầu tới cuối luôn nè, nó cũng... Không biết là còn đủ sức để mà nhảy tới cuối bài không á, kiểu thế. Tức là nó không có cái đoạn mở nó dẫn dắt một xíu mà ngay đầu tiên là đùng 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 ngay từ đầu luôn. Cảm giác là cả một cái showcase nó không có điểm thở. Nó không có một cái điểm nào để thở luôn. Những cái bài hát đi cũng quá tham, chọn quá nhiều bài mà nó bị cut giữa chừng mà mình thấy là ủa lấy là nó bị cut mà nó tự nhiên bắt đầu một cái âm nhạc này hả? Cái phần là khách mời cũng quá đông. Nhưng mà nếu mà thật sự tôn được khách mời và nó một cách hiệu quả chưa? Cũng chưa luôn. Đây là dạng kiểu như là một cái lỗ thập cẩm mà nó chưa có thấm vô. Cái 노래가 조금 애매하다라고 했는데 그것도 어느 정도 동의는 하지만
어쨌든 무대 컨셉 자체는 특징적인 소리로 자신들을 표현하는 거기 때문에 베트남 언어를 잘 모르고 가사를 모르는 저한테는 조금 흥을 더 즐길 수 있게 만들었다, 보는 사람들을. 뭐 동의하는 부분은 이제 에너지가 제일 셌다. 제일 진짜 악이던 그게 진심이던 너무 세게 해줬고, 또 각자 멤버들의 캐릭터가 제일 잘 드러난 퍼포먼스였던 것 같아요. 표정도 하나 안 잃고 뭔가 춤에 집중을 끊기지 않는 선에서 캐릭터들을 잘 가져가려고 했었다. Là những cái mà các bạn ấy đã từng làm rồi nữa lắm, bởi vì khi mà mình xem xong thì nó cảm giác nó bị hơi trôi tuột đi. Và với cách biệt 11 điểm so với nhóm FED, tổng điểm ban giám khảo của các bạn hiện tại đang ở vị trí thứ 3. Như vậy thì chúng ta cũng đã công bố xong số điểm của nhóm Hà Nội X Girl. Hiện tại chỉ còn một nhóm nữa thôi. Và đối với màn trình diễn của nhóm Soulfire, giám khảo Nux để dành cho nhóm là 82 điểm và số điểm đến từ Waxy 78 điểm. Khá phổ rồi. Chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm Soulfire. Rồi, bung ra này, chuẩn bị này. Ngã này, bỏ nhịp 1-2. 1-2 ra 3-4-5-6, stop. Rồi đi, Minh Nga đi. 1-2-3-4, tương tác với nhau. 5-6-7-8-1-2-3-4. Còn có 4 ngày tập thôi. Bọn mình gần như đã thay đổi gần như một nửa phần bài của mình. Thay đổi từ đoạn chìm đó luôn cho tới đoạn dây của Mỹ Anh cũng phải sửa hết luôn. Hôm trước là bọn mình cũng có sửa đoạn của một vài người rồi, và cụ thể nhất là khi mà sửa cái đoạn của Manh thì Manh cảm thấy cũng bị cảm xúc ấy. Khi mà mình sửa một cái bài mà nó bị phải thay đổi đoạn của một người nào đấy nhiều quá thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ cảm thấy bị tổn thương một chút. Nhưng mà đối với mình thì đấy là một cái bắt buộc phải làm, và nó là vì mục đích chung. Thì chị Mai cũng đã giải thích cho bọn mình không phải là vì đoạn đấy của chúng mình làm không hay, để mà thực hiện được trong một khoảng thời gian chúng mình tập ngắn thì nó là bất khả thi. Chứ là kiểu chúng mình cứ phải đổi đi đổi lại cái đoạn ý tưởng của mình, cũng như là thay đổi liên tục, và ngày nào cũng kiểu phải thay đổi ấy, sẽ khiến cho chúng mình rất là áp lực về cái đoạn đấy. Mình nghĩ là trong lần làm cái vòng Mega Crew này ấy, thì mình đã thấy được một điểm kiểu đặc biệt hơn của chị Mai Anh, đó là chị đã biết cương và biết nhu khá là hợp lý trong mọi thời điểm. Thế thôi giữ thang đi chị. Giữ thang hết nè. Giữ thang thôi, không ngã là thang đi, giữ thang nhưng không ngã thôi. Rồi không quỷ ngã thì là làm như kiểu Mai Anh bóng đúng không? Khuỵ xuống rồi và làm cái kiểu xong làm bay. Cảm giác kiểu như này. Đúng rồi. Kiểu khó thở đó. Khu trang đâu rồi không biết gì đấy. Gì đấy, mông lung hoang mang vẫn theo một cái vibe kiểu đau và tỉnh dậy đúng. Nhưng mà nó không nằm nữa rồi. Rồi chú ý này, 5, 6, 7, 8, bùm bùm chát chát, đùng đùng nhìn, bùm bùm chát chát chát, nhìn tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chát đùng đùng lên, burn on the way, tùng tùng đùng, không chạy lên à? Burn phải lên rồi, một chân trước, xong một chân kia luôn. Nó không có reset như này, mặt lướt luôn, đúng không? Mình sẽ cố gắng là sửa và làm cho cái phần đấy nó hay hơn, nó tốt hơn. Mình nghĩ là mình sẽ phải push mọi người lên rất là nhiều, là cái năng lượng nhảy. Từng người một ai cũng phải diễn được, và ai cũng sẽ phải nhảy toát ra được một cái năng lượng như nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi! Wait, không sao. Đứng xa nhau quá. Sát nhau quá. Đấy, bình thường làm không sao, nhưng lên đây làm đấy. Học tài thi bạn rồi. Có sao không? Thử lắm. Không, bây giờ mọi người cứ nhảy giá. Không sao nha. Cố lên. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Lâm bị chùn à? Texan bị ấy hả? Lên trên đi. Ấy lên trên đi. Nó áp vào đây, áp vào cơ tay này. Người bác sĩ điệp nó phải chắc vào, nó phải chặt vào, em không chịu được. Bùn đó không nhảy được lên á, phải như này, không được lỏng nó bụi, không phải là ấy đâu, chắc chắn luôn.
em lấy cái cổ tay em có ổn không? Còn chườm đá hay là xịt lạnh gì không? Không được. Không, okay. sau lưng em vừa vào nổi là còn thế. Ok này. Các bạn phụ công mà đã hỗ trợ bọn mình trong vòng Mega Crew vừa rồi đều là anh em của mình hết. Đều là trong nhóm và những người rất là thân thương đối với mình. Nên là nói bằng lời cảm ơn thì mình không thể nào nói hết được. Nên là mình rất là muốn ôm mỗi người một cái. Vai thật sự là cố lên phải top 1. Burn all the way. So fire. Vừa rồi là phần trình diễn của So Fire.
Sao xem xong phần trình diễn của mình mà nhớ mình vẫn có vẻ... Mày luôn thế á. Mày luôn... E dè quá vậy. Bọn em luôn thế. À, luôn thế à? Giờ kêu mới hỏi bóng nè. Trong suốt là cái nhiệm vụ cấp bậc với lại nhiệm vụ K-pop em cũng gặp khá nhiều trong gai ha. Hôm nay và quay lại với lại sở trường của mình là hip hop. Thì hiện tại vừa rồi khi mà xem phần trình diễn của nhóm, em cảm thấy là nhóm nói chung và em nói riêng đã làm tốt chưa nào? Sau khi xem phần trình diễn của nhóm em thì em thấy tự hào vì chúng em mang được cái màu hip hop chất nhất cái chương trình này. Hey. Và nó cũng đem được cái năng lượng mà bọn em muốn. Và thứ hai là bọn em được, phải đúng là bọn em được dành hết sức đến cả từng âm nhạc, bọn em cũng tự làm. Và em nghĩ là mọi người xem cũng có rất là hợp gu với rất nhiều người. Đúng như tên gọi của Sofire, các em đã mang đến một phần trình diễn rất bùng nổ. Số điểm dành cho nhóm Sofire đến từ giám khảo Diệp Lam Anh sẽ là... 88 điểm và 90 điểm. Mình 11 điểm. Như vậy, tổng điểm của nhóm Sofire sẽ là 338 điểm. Với cách biệt chỉ 1 điểm so với nhóm FED. Ở trên mạng mọi người hay bảo Sofire kiểu không đều, nhưng mà thực sự là cái vòng này Sofire làm rất là tốt về phần đồng đều và phần chi tiết. Có một điểm mình rất thích ở bài của Sofire đấy chính là mọi người có tạo hình chữ S. Và nó còn là một điểm nhấn, một đánh dấu cái tên của Sofire. Rất chất. Mình rất thích tạo hình đấy. Là Diệp Lâm Anh rất là thích cái concept của Sofire. Là một cái showcase khi mà mình dàn dựng ra thì cái phần concept nó rất là quan trọng. Và đặc biệt là cái concept mà nó mang một cái thông điệp, một cái ý nghĩa tôn vinh cái người lính cứu hỏa, giống như là trong cái concept mà các bạn đang mong muốn thực hiện ở trong cái showcase này. Đó là một cái điểm mà Diệp Lâm Anh đánh giá rất cao về cái nhiệm vụ là siêu đội hình các bạn đang làm rất tốt nhá. Về đội hình này, thứ nhất là đội hình các bạn phong phú, di chuyển giữa cái các đội hình với nhau nó rất là sạch sẽ, gọn gàng và rất là thông minh luôn. Và nhiều cái đội hình thì từ đầu đến giờ là mình chưa có nhìn thấy. Ví dụ như là hai cái đội hình tam giác mà các bạn chia khối ra ấy, thì là cái đội hình đấy Diệp Lâm Anh rất là thích này. Nó rất ngầu, nó rất hip hop, nó rất đặc trưng và nó rất là gọn gàng, sạch sẽ từ đầu tới cuối. 의상, 뭐 노래, 그리고 뭐 도입부의 카리스마 이런 거가 너무 멋있었고 안무도 굉장히 탄탄하게 잘 구성을 했고 뭐 이렇게 끈을 활용한다던가 뭐 이런 것들을 시도를 많이 한 것 같아서 네, 잘 봤습니다. Thì tổng số điểm ban giám khảo của các bạn hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2. Ok chưa hả? Sáng nay mình thấy nhóm Sofire có cái tinh thần rất là rụt rè á nha. Bùng cháy lên tụi em. Đấy, là thế chứ. Như vậy là chúng ta cũng đã biết được số điểm ban giám khảo dành cho nhiệm vụ siêu đội hình của cả 5 nhóm. Và bây giờ sẽ là thứ hạng của cả 5 nhóm. Hạng nhất là nhóm Oops với 383 điểm. Hạng 2 là Sofire với 338 điểm. Hạng 3 là FED với 337 điểm. Hạng 4 là Hà Nội X-Girl với 326 điểm. Và cuối cùng, hạng thứ 5 thấp nhất là SS Warriors với 306 điểm. Có rung rung nữa để yên. Bây giờ, liệu mọi thứ có thay đổi hay không? Thứ hạng của các nhóm có thay đổi hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với sự công bố điểm đến từ khán giả bình chọn dành cho 5 nhóm ạ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố kết quả chung cuộc của nhiệm vụ siêu đội hình. Ngay lúc này chắc chắn điều mà mọi người tò mò nhất sẽ là số điểm của khán giả bình chọn dành cho 5 nhóm. Và số lượng khán giả tham gia bình chọn tại buổi công chiếu kín có tổng cộng 664 phiếu bầu đến từ 332 khán giả. Và sau buổi công chiếu kín vừa rồi, tất cả các phiếu bầu đều hợp lệ. Tất cả quý vị khán giả đã xem qua hai lượt phần trình diễn của 5 nhóm. Sau đó mỗi khán giả đã tiến hành bình chọn cho hai nhóm mà họ cho rằng đã có phần thể hiện xuất sắc nhất. Rất là chuẩn hợp ấy. Cái nhóm này của mình rất đầu tư. Và không ngờ rằng là chương trình của mình tại Việt Nam mà có thể làm được những sân khấu nó đẹp như vậy. Mọi người đều có những cái tổ hợp rất là thu hút với lại đội hình đẹp. Từ về các góc quay cũng rất là nổi bật nữa. Và để mọi người hồi hộp hơn, hai nhóm giữa hạng nhất và hạng hai sẽ trực tiếp tiến vào vòng chung kết.
Nhóm hạng 3 và hạng 4 về tổng điểm sẽ phải tham gia vào một trận đấu loại căng thẳng hơn bao giờ hết để có thể giành cơ hội cuối cùng bước vào đêm chung kết. Và nhóm đứng thứ 5 về tổng điểm rất tiếc sẽ không có cơ hội tham gia vòng đấu loại và buộc phải rời sàn đấu ngay lập tức. Wow. Bây giờ vậy là không được xem battle luôn. Ôi. Rất là bất ngờ. Mình nghĩ là ở vòng này thì sẽ phải loại hai nhóm, có nghĩa là cơ hội của Úc sẽ càng bị thu nhỏ lại. Kiểu cái này là một cái rất là sốc với tụi mình. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố kết quả chung cuộc của nhiệm vụ siêu đội hình. Trước tiên, chúng ta sẽ công bố nhóm đứng hạng thứ 2 về tổng điểm trong nhiệm vụ siêu đội hình. Và đó cũng là nhóm đầu tiên sẽ tiến vào chung kết với thứ hạng an toàn. Với tổng điểm là 908 điểm, chênh lệch 42 điểm so với nhóm hạng thứ 3 chung cuộc. Và với khoảng cách 42 điểm, nhóm xếp hạng thứ 2 chung cuộc trong nhiệm vụ siêu đội hình. Đó chính là chị ơi, nên tính lại. Anh ơi, làm được rồi. Đúng rồi. Ôi, em không bên tôi. Rất vui luôn. Nhóm mình được đứng hạng 2 trong các cái nhóm mà họ đã có kiểu kinh nghiệm biên đạo và dàn dựng lâu năm rồi. Thì mình cảm thấy nó là một cái sự thành công, rất thành công của SoFi. Mình đặc biệt cảm ơn đến tất cả những người không chỉ đã bỏ phiếu cho SoFi vòng này mà cả những vòng trước nữa. Cả những cái bình luận tích cực của mọi người cho SoFi trên mạng xã hội. Đúng rồi! Yes! Số phiếu của khán giả dành cho nhóm SoFi là 179 phiếu. Nhận được tổng 570 điểm tương ứng với hạng thứ 2. Đây sẽ là nhóm đầu tiên trong số nhóm tiến thẳng vào đêm chung kết. Xin chúc mừng nhóm SoFi! Có những giọt nước mắt rơi rồi. Anh Mỹ ơi, dạ. Mình cầm tấm vé đầu tiên bước vào đêm chung kết. Cầm tấm vé trên tay, bay đến nơi xa. Dự là em kiểu thổi vào rất nhẹ nhõm. Bởi vì lúc chuẩn bị cho cái vòng loại là em gần như là bất lực. Bởi vì em không làm thế nào để mọi người tập được với nhau. Em nghĩ là em đã bỏ cuộc luôn ngay trước cái ngày hôm nay rồi. Cái kết quả của hôm nay thì em muốn dành cho tất cả những thành viên nhóm em. Với tấm vé đầu tiên này cũng sẽ là động lực và tinh thần để giúp em có thể quyết tâm nhiều hơn nữa, thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa và bùng cháy hơn nữa đêm chung kết. Nhá nhóm SoFi. Yes. Chúc mừng nhóm SoFi một lần nữa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố vị trí đứng đầu trong nhiệm vụ siêu đội hình với tổng điểm cao nhất trong năm nhóm. Một nhóm có thể hiên ngang bước thẳng vào đêm chung kết. Bảng điểm ban giám khảo chấm, Oops School đã đạt vị trí đầu tiên. Bọn mình khá là tự tin. Sao mọi người sẽ thích bài Mega Cool của bọn mình? Đội giành vị trí đầu tiên với tổng điểm là 937 điểm sẽ là FBG! Không có phép màu nào ở đây hết. Ngon, khởi động thôi, khởi động thôi. Khởi động thôi. Cảm ơn lòng bạn con. Nhiều năm rồi em mới có cảm xúc nó mãnh liệt như thế. Không chỉ là được vào chung kết mà lại còn đứng hạng nhất nữa. Không hiểu là đây là thật hay là mơ nữa. Nhờ những cái phiếu bình chọn của các bạn mà mình có thể lội ngược dòng, có một vé và thẳng chung kết. Nên là lúc đó thực sự mình rất là vui. Chúc mừng nhóm FPD. Sự nỗ lực của mình đã được có một kết quả rất là tuyệt vời.
đầu tiên là em muốn cảm ơn Nam Một Mình đã cố gắng. Như lúc này em nói là em rất là biết ơn 50 con người. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ bọn em để hoàn thiện lên cái tiết mục này. Và cảm ơn chương trình và cảm ơn tất cả những khán giả đã bình chọn cho bọn em ạ. Xin chúc mừng nhóm FPD. Tụi em là một cái nhóm thể hiện được một cái sức mạnh, sự đoàn kết của nhóm từ đầu tới chương trình bây giờ rất tốt. Như vậy là nhóm FPD và Soulfire sẽ là hai nhóm chắc chắn tiến vào vòng chung kết của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Và ngay bây giờ, Gil xin được phép công bố kết quả điểm số của ba nhóm đang đối diện trực tiếp với nguy cơ bị loại khỏi chương trình. Và cùng với số điểm từ ban giám khảo đã được công bố vừa rồi, nhóm Oops với số điểm là 383 điểm đang được xếp hạng nhất. Nhóm SS Warriors với số điểm 306 điểm đang được xếp hạng thứ 5. Nhóm Hà Nội Isker với số điểm là 326 điểm đang xếp hạng 4. Và nhóm đứng ở vị trí thứ 4 trong nhiệm vụ siêu đội hình lần này, đó chính là nhóm của khán giả dành cho nhóm Oops là 64 phiếu. Như vậy nhóm Oops sẽ nhận được 480 điểm. Mọi người đã có tổng điểm là 863 điểm, đứng ở vị trí thứ 4, cũng là nhóm đầu tiên bước vào vòng đấu loại. Bọn em vẫn là sẵn sàng đấy ạ. Bọn em sẵn sàng rồi đấy ạ. Trước khi thể hiện tinh thần của nhóm thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những vũ công đã hỗ trợ cho bọn em trong bài nhiệm vụ siêu đội hình lần này để có được cái số điểm cao nhất của ban giám khảo. Và cảm ơn tất cả những khán giả đã vote cho bọn em. Và chúng mình cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cái trận đấu battle ngày hôm nay rồi, nên là cố gắng thể hiện tốt nhất nha. Yeah, một tinh thần rất là sẵn sàng đến từ nhóm Oops. Hiện tại có vẻ là hai nhóm trưởng của Hà Nội Isker và SS Warriors là những người lo lắng nhất ngay lúc này. Vậy thì bây giờ sẽ là lúc Gil công bố nhóm ở vị trí xếp hạng thứ 3. Nhóm sẽ đối đầu trực tiếp với nhóm Oops để giành lấy cơ hội bước vào đêm chung kết. Ôi trời đất ơi, thôi ăn uống vô đi. Chào bắt rồi. Và ngay tại khoảnh khắc đó, chúng ta cũng sẽ biết nhóm đứng vị trí thứ 5 và rời khỏi cuộc thi là nhóm nào. Nhóm xếp hạng tại vị trí thứ 5 trong nhiệm vụ siêu đội hình và sẽ phải nói lời chia tay với chương trình ngày hôm nay chính là và đó là nhóm SS Warriors. Theo đó, nhóm đứng vị trí số 3 sẽ là nhóm Hà Nội Iskers. Và số phiếu của khán giả dành cho nhóm SS Warriors là 78 phiếu. Như vậy, SS Warriors sẽ nhận được 510 điểm, tương ứng với hạng thứ 4 trong điểm khán giả. Và số phiếu của khán giả dành cho nhóm Hà Nội Isker là 102 phiếu. Và Hà Nội Isker nhận được 540 điểm, tương ứng với hạng thứ 3 trong tổng điểm của khán giả. Và chúng ta cũng đã có kết quả cuối cùng của nhiệm vụ siêu đội hình ngày hôm nay. Hạng nhất FPD với số điểm là 937 điểm. Hạng 2 Soulfire với 908 điểm. Hạng 3 Hà Nội Isker với 866 điểm. Hạng 4 Oops với 863 điểm. Và hạng thứ 5 SS Warriors với 816 điểm. Và rất đáng tiếc, bây giờ sẽ là lúc phải nói lời chia tay với nhóm SS Warriors. Và trước khi chia tay với chương trình thì
có thể lắng nghe được cảm xúc của tụi em. Em chỉ muốn nói là em cảm ơn tất cả các chị em trong nhóm. Dù có rất là khoảng thời gian tụi mình không có hòa hợp được với nhau, và cũng có những khoảng cách tụi mình rất là hạnh phúc khi mà tụi mình cùng nhau teamwork, thì tụi mình tới được tới đây thì em cảm thấy là tụi mình đã quá giỏi rồi, tụi mình đã quá sức rồi. Dù kết quả tụi mình dừng lại ở đây, nhưng mà chắc chắn là chị em mình sẽ còn tiến hơn nữa ở bên ngoài. Em tin chắc là như vậy, và em rất là hạnh phúc khi mà em được đồng hành cùng tất cả mọi người. Trong suốt cái hành trình đi nhảy của em từ hồi đó đến giờ, em chưa thấy cái hành trình nào đẹp như khoảng thời gian này. Em cảm thấy rất là biết ơn những con người ở đây, năm con người này đã giúp đỡ và đi cùng với nhau. Và có nhiều người hỏi là SS Warrior sau chương trình này có còn là mục tiêu nữa không? Thì em tin là cái sự kết thúc này nó là cái sự khởi đầu. Thì để mà nói là em bước đến chương trình này, em rất là vinh hạnh khi được mang thể loại popping đến với chương trình này. Đó là cái mục tiêu lớn nhất của em. Và mục tiêu thứ hai là em được hoạt động trong một cái team mà mình không bao giờ bị cảm thấy bỏ ở đằng sau hết. Em rất là vui khi mà em ở trong chương trình này, ở trong SS Warrior, và em được gặp những con người rất là tài giỏi ở đây. Em chào mọi người. Em xin cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ tụi em. Mình nghĩ là từ nãy giờ mình cũng không có buồn vì mình thua nhiều á. Nhưng mà để nghĩ về mọi người thì mình vẫn nghĩ là mình xin lỗi mọi người nhiều quá, tại vì không thể đưa mọi người tới chung kết. Em chỉ muốn nói là em yêu nhảy, em yêu tất cả các vũ công ở đây. Em yêu tất cả anh chị ekip đã thực hiện cái chương trình đối với em, nó rất ý nghĩa. Là vì lần đầu tiên mẹ em mở tivi lên để xem em nhảy, điều đó nó rất ý nghĩa với em. Chúc tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành công trên con đường sự nghiệp. Yeah. Em chỉ muốn nói vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Và đó là tinh thần của nhóm SS Warriors. Luôn là những cái năng lượng rất là mạnh mẽ, năng lượng của những chiến binh. Và thay mặt chương trình, Gil cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả tụi em. Tụi em là những mảnh ghép không thể thiếu của chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Một lần nữa, cảm ơn nhóm SS Warriors rất nhiều. Bây giờ thì xin chào nhóm SS Warriors. Tụi em rất là giỏi. Xin chào mọi người, tụi mình là SS Warrior. SS Warrior cũng là những cái thành viên từ những cái nhóm khác tới, nhưng mà tụi mình có chung một cái nền tảng, đó là hip hop. Đối với mình thì cái điều đó ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cùng nhau trải qua rất là nhiều khoảnh khắc, mình thật sự rất là quý cái tình cảm này. Cũng là một cái cơ hội thì mình rất vui là mình giám khảo thấy được đó. Đã cùng nhau đi được tới đây rồi thì nguyên cái hành trình này về sau thì cũng không thể nào thiếu nhau. Một lần nữa rất là biết ơn vì mọi người đã xuất hiện trong hành trình này của mình.
các nữ vũ công của chúng ta ơi, hãy lấy lại tinh thần nào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trận đấu loại trực tiếp Hà Nội Isker và Oops, Oops và Hà Nội Isker. Liệu tối nay số phận của hai nhóm sẽ như thế nào? Và đây sẽ là trận đấu loại quyết định nhóm cuối cùng được tiến vào đêm chung kết của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Trước khi chính thức bắt đầu vào trận đấu, chúng ta hãy cùng chào đón hai vị giám khảo của chương trình. Xin được giới thiệu giám khảo Harry Won. Và xin được giới thiệu giám khảo Diệp Lam Anh. Và tiếp theo ngay sau đây thì chúng ta sẽ chào đón những vị giám khảo đặc biệt sẽ cùng xuất hiện và làm cân nảy mực ở trong trận đấu này. Một vị giám khảo sẽ hỗ trợ để thay thế cho giám khảo Wu-Tay. Và đó chính là vũ công tài năng thể loại Crumb, tỏa sáng với chiến thắng vang dội tại các cuộc thi quốc tế. Xin mời Dux. Chào mừng đến Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Hiện tại anh có thể nói lên cảm xúc của mình bây giờ được không ạ? 안녕하세요. 스맨파워 1에서 나름의 활약을 했던 넉스라고 합니다. 반갑습니다. Yeah. They very love you. Yeah. Mời Nux lên vị trí ngồi của mình ngồi nghỉ ngơi một chút và sau đấy sẽ giao lưu với mọi người nhiều hơn nha. Xin mời ạ. Dĩ nhiên sẽ có một vị khách mời đặc biệt nữa để xuất hiện và cùng chấm điểm cho trận đấu loại ngày hôm nay. Đây là một vũ công dày dặn kinh nghiệm đối kháng với hơn 500 lần thi đấu. Wow. Nữ hoàng Wacking số 1 hiện tại được vũ công toàn thế giới công nhận. Xin được giới thiệu giám khảo đặc biệt Waxi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào mừng Waxy đã đến với Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố và xin mời Waxy gửi lời chào ạ. Who is the queen? Mannequin! Em Waxy입니다. 반갑습니다. Chúng ta đã chào đón một lần nữa bốn vị giám khảo đặc biệt của ngày hôm nay ạ. Đây là sẽ là những người cầm cân nảy mực để chấm điểm cho trận đấu loại này. Và ngay bây giờ, tại Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, ai sẽ ra về và ai sẽ được bước tiếp vào đêm chung kết? Trận đấu loại cuối cùng quyết định vận mệnh của hai nhóm Hà Nội Isker và Oops. Xin được phép bắt đầu. Bọn mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng để bọn mình lên đấu. Không phải là thử thách quá lớn đối với team mình. Không sợ cái gì à? Nhóm thua sẽ phải rời khỏi sàn đấu của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố ngay lập tức. Mình vẫn rất tự tin. Không phải là thử thách quá lớn đối với team mình. Đây là trận đấu cuối cùng của chúng mình rồi. Một phút lơ là thôi, mình sẽ không còn vòng sau để thực hiện nữa. Nên đây chính là cơ hội cuối cùng của Úc rồi. Mình đã gần như là cực tất cả của mình vào trận đấu đó. Bọn mình chắc chắn sẽ lấy được cái tấm vé vào chung kết. 3, 2, 1, court open.